Mình khai báo ở chỗ đường Phạm Văn Đồng đi anh Quang. Đường công nó đi thẳng vào cảng rồi chứ. Không đưa đi về đấy ít lắm chưa? À thế à? Nó không đi về đấy mấy đâu. Ủa Nó thế à? hầu hết là tầm 80% nó xuống nút đường 10. Mà kể cả nó có đi xuống đấy thì nó cũng đi thẳng ra Đình Vũ, nó khai báo ở Đình Vũ chứ nó không xuống ở chỗ Out City như của À mình. đúng rồi. Đấy, đỗ thế này cũng bực mình. Đỗ cả ba làn luôn. Xuống đường 10 đây hả? Vâng. Đi cái xe xe công rồi đi này, mình cứ đi trước là ngán Vừa đấy có xe ô tô con quẹt cho bung hết cả bên ra à, ngay ở dưới. Công này kinh lắm, đứng đằng sau là đâu đầu tôi hết ra tí.